Sách Vua Nhì, chương 4. Elise giúp một quá phụ được nhiều giàu. Lúc ấy có một thiếu phụ là vợ của một tiên tri trong nhóm các tiên tri đến khóc than với Elise rằng: "Tôi tớ của thầy là chồng con đã qua đời, và thầy biết tôi tớ của thầy là người kính sợ Chúa. Bây giờ chủ nợ muốn đến bắt hai con trai của con đi làm nô lệ để trừ nợ." Elise nói với bà: "Tôi có thể giúp chị được gì không? Xin chị nói cho tôi biết trong nhà chị còn thứ gì không?" Bà ấy đáp: "Thưa tôi tớ của thầy, chẳng còn gì trong nhà cả, ngoại trừ một bình dầu." Elise nói: "Chị hãy đi, đến các bà con xóm giềng mượn những bình không, nhớ đừng mượn ít. Xong rồi chị và các con chị vào nhà, đóng cửa lại, đổ dầu vào những bình không đó. Hễ bình nào đầy thì để riêng ra." Bà ra về, bà và các con trai bà đóng cửa lại. Các con bà mang các bình không đến cho bà đổ dầu vào. Khi các bình đã đầy, bà nói với các con: "Mang đến cho mẹ một bình nữa." Nhưng con bà đáp: "Dạ, hết bình rồi." Dầu liền ngưng chảy. Bà đến trình với người của Đức Chúa Trời. Ông bảo: "Chị hãy đi bán các dầu ấy mà trả nợ. Số còn lại thì mẹ con chị hãy dùng mà sinh sống." Elise khiến con trai của người đàn bà Sunem sống lại. Một ngày nọ, Elise đi ngang qua Sunem. Nơi đó có một người đàn bà giàu có cư ngụ. Bà ấy nài mời ông ở lại dùng bữa. Từ đó mỗi khi đi ngang qua đó, ông ghé lại nhà bà này dùng bữa. Bà ấy nói với chồng bà: "Mình à, tôi biết người hay đi ngang qua nhà chúng ta đây là người thánh của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy xây một căn phòng trên sân thượng có tường vách hẳn hoi, rồi để trong đó một cái giường, một cái bàn, một cái ghế và một cái đèn, để mỗi khi người ấy đến với chúng ta thì sẽ ở trong phòng ấy." Một ngày kia, khi Elise đi qua đó, ông lên căn phòng ấy và nằm xuống nghỉ. Ông nói với Gehazi đầy tớ mình: "Hãy đi gọi người đàn bà Sunem đó." Người đầy tớ đi gọi và bà đến đứng trước mặt ông. Ông bảo người đầy tớ: "Hãy nói với bà ấy: kìa, bà đã cực nhọc lo cho chúng tôi mọi thứ này. Bây giờ chúng tôi phải làm gì cho bà đây? Bà có muốn chúng tôi nói với vua hay với quan tổng tư lệnh quân đội điều gì giúp bà chăng?" Bà đáp: "Tôi vẫn sống an lành giữa dân tộc tôi." Ông lại nói: "Nếu vậy thì chúng ta phải làm gì cho bà ấy đây?" Gehazi đáp: "Con thấy bà ấy không có con trai mà chồng thì đã già rồi." Elise bảo: "Hãy gọi bà ấy lại." Người đầy tớ đi gọi. Bà đến đứng ngoài cửa. Elise nói: "Cũng vào mùa này, vào độ này sang năm, bà sẽ bồng một đứa con trai." Bà đáp: "Đừng, thưa Chúa của tôi, người của Đức Chúa Trời, xin Ngài đừng gạt đứa tớ gái của Ngài." Người đàn bà thụ thai và năm sau sanh một con trai đúng vào kỳ, vào độ mà Elise đã bảo trước cho bà. Đứa trẻ lớn lên một ngày kia, nó theo cha đi ra đồng thăm những người đang gặt lúa. Nó nói với cha: "Con nhức đầu quá, con nhức đầu quá." Người cha nói với đầy tớ mình: "Hãy bồng nó về cho mẹ nó." Người đầy tớ bồng nó về, trao cho mẹ nó. Đứa trẻ ngồi trên đùi của mẹ nó, cho đến trưa thì chết. Bà bèn đem nó lên, để trong phòng của người Đức Chúa Trời, đóng cửa lại rồi ra đi. Bà gọi chồng bà và nói: "Mình hãy cắt cho tôi một người đầy tớ và một con lừa, để tôi sẽ đi đến gặp người của Đức Chúa Trời ngay, rồi tôi sẽ trở về." Chồng bà hỏi: "Tại sao hôm nay lại đi gặp người ấy? Hôm nay nào phải là ngày trăng mới hay là ngày sa bát đâu?" Bà đáp: "Mình cứ yên tâm đi." Rồi bà bảo thắng lừa và nói với người đầy tớ: "Hãy thúc lừa đi nhanh, chỉ khi nào tôi bảo thì cậu mới dừng lại." Thế là bà lên đường đi đến gặp người của Đức Chúa Trời tại núi Cạc Mên. Khi người của Đức Chúa Trời thấy bà đến,
ông bảo Gehazi là đầy tớ mình: "Kìa, có bà ở Sunem đang đến. Ngươi hãy mau ra đón bà ấy và hỏi: bà có bình an chăng? Chồng bà có bình an chăng? Con bà có bình an chăng?" Bà đáp: "Mọi sự đều bình an." Khi đến gần người của Đức Chúa Trời trên núi, bà sụp xuống ôm lấy chân ông. Gehazi liền đến gần để gỡ bà ra. Nhưng người của Đức Chúa Trời nói: "Hãy để yên cho bà ấy, vì bà ấy đang đắng cay sầu khổ lắm. Chúa đã giấu ta việc này, và Ngài đã không cho ta biết." Đoạn bà nói: "Tôi nào dám xin Ngài cho được một đứa con trai đâu. Ngài có nhớ là tôi có nói rằng: xin Ngài đừng gạt tôi không?" Ông bảo Gehazi: "Ngươi hãy thắt lưng, cầm gậy của ta và đi. Nếu ngươi gặp ai dọc đường, đừng chào hỏi. Nếu ai chào hỏi ngươi, chớ trả lời. Hãy đem cây gậy của ta để trên mặt của đứa trẻ." Nhưng người mẹ của đứa trẻ nói: "Nguyện Chúa là đấng hàng sống chứng giám, và nguyện Ngài là người đang sống đây chứng cho. Tôi xin thề là tôi sẽ không rời khỏi nơi đây nếu Ngài không xuống giúp cho." Vậy Elise đứng dậy và đi theo bà. Gehazi đi trước để cây gậy trên mặt đứa trẻ, nhưng không nghe động tĩnh gì hay thấy dấu hiệu gì của sự sống. Gehazi đang đi trở về thì gặp Elise và nói: "Đứa trẻ không tỉnh lại." Khi Elise vào trong nhà, ông thấy đứa trẻ đã chết nằm trên giường của ông. Ông bèn vào trong phòng, đóng cửa lại, chỉ một mình ông và đứa trẻ, rồi ông cầu nguyện với Chúa. Đoạn ông đứng dậy, lên giường và nằm sấp trên đứa trẻ, đặt miệng ông trên miệng đứa trẻ, mắt ông trên mắt đứa trẻ, tay ông trên tay đứa trẻ. Và đang khi ông ấp đứa trẻ như thế, thân thể đứa trẻ từ từ ấm lại. Ông bước xuống, đi tới đi lui trong phòng. Rồi ông lại lên giường, ấp trên đứa trẻ lần nữa. Đứa trẻ nhảy mũi 7 lần và mở mắt ra. Elise gọi Gehazi và bảo: "Hãy gọi người đàn bà Sunem đến đây." Gehazi liền đi gọi bà. Khi bà ấy đến, ông bảo: "Hãy đem con bà đi." Bà đến quỳ xuống nơi chân ông, cúi đầu sát đất, rồi bà ôm lấy con bà và dẫn nó đi. Elise tẩy độc khỏi nồi canh. Khi Elise trở lại dinh ganh thì gặp lúc trong xứ có nạn đói. Đang khi các tiên tri ngồi trước mặt ông bảo người đầy tớ mình: "Hãy bắt một nồi lớn lên và nấu canh cho các tiên tri ăn." Một người trong nhóm đi ra đồng hái rau. Người ấy gặp một bụi cây giống như cây nho dại, bèn hái những trái dưa dại ấy, bọc đầy một vạt áo, đem về cắt ra bỏ vào nồi canh, mà không hề biết đó là trái gì. Đoạn họ múc canh cho mọi người ăn. Nhưng khi đang nếm canh thì họ la lên: "Thưa người của Đức Chúa Trời, nồi canh này độc lắm." Rồi họ không thể ăn canh ấy được. Elise bảo: "Hãy đem ít bột lại đây." Ông lấy bột bỏ vào nồi canh rồi nói: "Hãy múc ra cho mọi người ăn." Chất độc trong nồi biến mất và không còn nữa. Elise cho 100 người ăn. Có một người từ Ba Anh, Salima đến. Người ấy đem bánh trái đầu mùa để biếu người của Đức Chúa Trời. Đồ người ấy biếu gồm 20 ổ lúa mạch và một túi cốm gạo. Elise bảo: "Hãy đem phát ra cho mọi người ăn." Người đầy tớ của ông thưa: "Có bao nhiêu đây thì làm sao con có thể phát cho 100 người ăn?" Nhưng ông lại bảo nữa: "Hãy cứ đem phát cho mọi người ăn, vì Chúa đã phán, họ sẽ ăn no nê và còn thừa lại nữa." Người đầy tớ bèn phát ra cho mọi người ăn. Họ ăn no nê, bánh và cốm vẫn còn thừa lại, y như lời của Chúa. Các vua nhì, chương 5. Na-a-man được hết bệnh phung. Na-a-man, tổng tư lệnh quân đội của vua A-sam, là một người quyền thế và rất có uy tín với chủ mình, bởi vì Chúa đã dùng ông mà ban chiến thắng cho A-sam.
Tuy ông là một chiến sĩ dũng mãnh nhưng lại mắc chứng bình phong. Lúc ấy, các toán quân của Asam có đi đột kích và bắt được một em gái người Israel đem về làm nô tỳ cho vợ Naaman. Em gái ấy nói với bà chủ mình: "Ôi, phải chi ông chủ con gặp được ông tiên tri ở Samari, thì ông ấy sẽ chữa cho ông chủ được lành." Vậy Naaman vào tâu với chủ mình về những lời mà em gái ở Israel đã nói. Vua của Asam bèn nói: "Thế thì ngươi hãy đi, ta sẽ gửi cho vua Israel một bức thư." Naaman lên đường đem theo 300 ký bạc, 60 ký vàng và 10 bộ quần áo. Ông đem bức thư trình lên vua Israel. Thư viết rằng: "Cùng với bức thư này gửi đến vua, thì tôi đã sai Naaman đầy tớ tôi đến với vua để xin vua chữa lành bệnh phung cho ông ấy." Khi vua Israel đọc xong bức thư thì vua xé áo mình và nói: "Ông ấy sai người đến với ta để ta chữa lành bệnh phung cho. Bộ ông ấy tưởng ta là Đức Chúa Trời có quyền làm sống làm chết hay sao? Các ngươi hãy xem đấy, rõ ràng là ông ấy kiếm cớ để gây sự với ta mà." Nhưng khi Elise, người của Đức Chúa Trời, có nghe vua Israel xé áo mình, thì sai người đến nói với vua: "Tại sao vua xé áo mình? Hãy sai người ấy đến với tôi, để ông ấy sẽ biết rằng trong Israel có một tiên tri." Vậy Naaman cùng với các ngựa xe mình kéo đến trước cửa nhà Elise. Elise sai một sứ giả ra bảo: "Hãy đi đến sông Giô-đanh tắm 7 lần thì da thịt ngươi sẽ lành và được sạch bệnh." Nhưng Naaman nổi giận bỏ đi và nói: "Ta nghĩ rằng ông ấy phải đích thân ra đón ta rồi đứng mà cầu khẩn danh Chúa là Đức Chúa Trời của ông ta, rồi ông ấy phải lấy tay đưa qua đưa lại trên các vết phung và chữa lành bệnh phung cho ta." Abana và Bạc-ba là hai con sông ở Đa-mách. Nước các sông ấy há chẳng tốt hơn các dòng nước ở Israel sao? Ta há chẳng có thể tắm ở hai sông đó mà được sạch sao? Rồi ông giận dỗi bỏ đi. Nhưng các tôi tớ ông đến gần và nói với ông: "Thưa cha, nếu ông tiên tri có truyền cho cha phải làm một việc khó khăn, chẳng lẽ cha không làm sao? Huống hồ chi bây giờ ông ấy chỉ bảo cha rằng hãy đi tắm thì sẽ được sạch." Vậy Naaman đi xuống tắm mình 7 lần dưới sông Giô-đanh theo như lời của người Đức Chúa Trời. Da thịt ông được bình phục trở lại như của một đứa trẻ và ông được sạch bệnh phung. Ông và đoàn tùy tùng liền trở lại gặp người của Đức Chúa Trời. Ông đến đứng trước mặt người và nói: "Bây giờ tôi nhận biết rằng trên khắp thế gian không có Đức Chúa Trời nào khác ngoài Đức Chúa Trời của Israel. Xin Ngài hãy nhận một lễ vật của tôi tớ Ngài." Nhưng Elise từ chối và nói: "Nguyện Đức Chúa Trời hằng sống là đấng ta phục sự chứng giám, ta sẽ không nhận gì hết." Naaman nài nỉ ông nhận, nhưng ông nhất định từ chối. Bấy giờ Naaman nói: "Nếu Ngài không chịu nhận vật gì, vậy thôi xin Ngài cho tôi tớ Ngài mang về một ít đất đủ cho hai con lừa chở được, vì tôi tớ Ngài sẽ không dâng của lễ thiêu hay sinh tế cho thần nào khác ngoại trừ một mình Chúa. Chỉ xin Chúa tha thứ cho tôi tớ Ngài một điều, đó là khi chủ tôi đi vào đền của Rimmon để thờ lạy, ông ấy hay vịn vào cánh tay tôi để quỳ xuống, vì thế tôi bị bắt phải quỳ theo trong đền của Rimmon. Vậy khi tôi phải quỳ xuống trong đền của Rimmon, nguyện Chúa tha thứ cho tôi tớ Ngài việc ấy." Elise nói với ông: "Hãy đi bình an." Gehazi tham lam. Sau khi Naaman ra đi được một khoảng xa xa, thì Gehazi đầy tớ của Elise, người của Đức Chúa Trời, nghĩ rằng: "Thầy ta để cho Naaman người Asam ra đi quá dễ dàng mà không nhận vật gì ông ấy đem tặng. Có Đức Chúa Trời hằng sống chứng giám, ta sẽ đuổi theo ông ấy và nhận lấy vật gì mới được." Vậy Gehazi đuổi theo Naaman. Khi Naaman thấy có người đuổi theo mình, thì ông từ trên xe nhảy xuống đến đón và hỏi: "Mọi sự bình an chăng?"
Gehazi đáp, bình an. Có điều là thầy tôi sai tôi đến nói, có hai tiên tri mới vừa từ vùng đồi núi Ép-ra-im đến. Xin ngài hãy cho họ 30 ký bạc và 2 bộ quần áo để thay đổi. Na-a-man đáp, xin hãy nhận lấy 60 ký. Rồi ông nài ép Gehazi hãy nhận. Ông cho cột 60 ký bạc và 2 bộ quần áo để thay đổi vào 2 bao. Rồi sai 2 người đầy tớ mang đi trước mặt Gehazi. Khi họ đến chân đồi, thì Gehazi lấy 2 bao ấy khỏi tay họ để đem cất trong nhà mình. Rồi cho 2 người ấy đi về và họ ra về. Đoạn Gehazi đi vào gặp thầy mình và đứng hầu trước mặt ông. Elise hỏi Gehazi, ngươi đi đâu về đó? Gehazi đáp, tôi tớ của thầy đâu có đi đâu. Nhưng ông bảo, tâm linh ta há không đi với ngươi khi người ta từ trên xe nhảy xuống để đón ngươi sao? Bây giờ, há có phải là lúc để nhận tiền bạc, quần áo, vườn ô liu, vườn nho, chiên, bò và tôi trai tớ gái hay sao? Thế nên bệnh phung của Na-a-man sẽ dính vào ngươi và con cháu ngươi mãi mãi. Gehazi rời khỏi Elise, mắc lấy bệnh phung trắng như tuyết. Các vua nhì, chương 6. Chiếc rìu nổi lên mặt nước. Khi ấy, các tiên tri nói với Elise, xin thầy xem đấy, nơi chúng con ngồi nghe thầy dạy thật là chật hẹp với số người của chúng con. Xin thầy cho chúng con xuống mé sông Giô-đan, mỗi người đốn một cây rồi cất tại đó một chỗ ở cho chúng ta. Ông đáp, thì làm như vậy đi. Một người trong đám họ nói, xin thầy đi với các tôi tớ thầy. Ông đáp, ta sẽ đi. Vậy ông đi với họ. Khi đến mé sông Giô-đan, họ chặt cây xuống. Nhưng có một người đang khi đốn cây thì lưỡi rìu xúc khỏi cán và văng xuống nước. Người ấy kêu lên, thôi rồi, thầy ơi, chiếc rìu này con mượn của người ta. Người của Đức Chúa Trời hỏi, nó văng xuống chỗ nào? Người ấy chỉ cho ông chỗ nó văng xuống. Ông chặt một nhánh cây, phóng xuống chỗ ấy, lưỡi rìu bằng sắt nổi lên. Ông bảo, hãy cầm lấy nó. Người ấy liền vói tay ra nắm lấy lưỡi rìu. Dân Aram bị phạt mù. Thuở ấy, vua Aram giao chiến với Israel. Vua ấy họp bàn với các quan tham mưu của mình rằng, ta sẽ đóng trại quân ở chỗ nọ chỗ kia. Nhưng người của Đức Chúa Trời sai người đến báo với vua Israel, chớ có đi qua chỗ ấy vì dân Aram đang phục binh ở đó. Vua Israel bèn truyền quân thám báo đến dò xét chỗ người của Đức Chúa Trời đã bảo, thì quả đúng như vậy. Hơn một đôi lần Elise sai người đến báo như thế. Nhờ vậy vua Israel cứ đề phòng luôn. Lòng vua Aram rất bối rối về việc này. Vua gọi các quan tham mưu lại và nói, chẳng lẽ các ngươi không nói cho ta biết ai trong các ngươi theo phe vua Israel sao? Một trong các người ấy tâu, tâu bệ hạ, chúa của hạ thần, không ai trong chúng tôi đâu, nhưng ấy là Elise, tiên tri của Israel. Người ấy có thể bảo cho vua Israel biết những lời bệ hạ nói trong phòng ngủ của bệ hạ. Vua ấy truyền, hãy đi và tìm xem người ấy ở đâu, ta sẽ sai quân đi bắt người ấy. Người ta tâu với vua, ông ấy ở Đô Thang. Vậy vua Aram sai một đội quân lớn có kỵ binh và các xe chiến mã kéo đến đó. Họ kéo đến vào ban đêm và vây thành. Sáng sớm, một người đầy tớ của người Đức Chúa Trời đi ra và thấy một đạo quân với các ngựa chiến và các xe chiến mã đang vây thành. Người đầy tớ ấy bèn nói, chết rồi, thầy ơi, làm sao bây giờ? Ông đáp, đừng sợ, vì những người ở với chúng ta đông hơn những người ở với chúng. Rồi Elise cầu nguyện, lạy Chúa, xin ngài mở mắt cho đầy tớ của con để nó có thể thấy được. Vậy Chúa mở mắt cho đầy tớ ấy, và người ấy thấy trên núi đầy những ngựa lửa và các xe chiến mã bằng lửa đang bao quanh bảo vệ Elise. Khi quân Aram xuống tấn công Elise,
Ông cầu nguyện với Chúa: "Con xin Ngài hãy đánh cho dân này bị mù mắt." Ngài bèn khiến cho dân ấy bị mù mắt y như Elise đã cầu xin. Elise nói với họ: "Đây không phải là đường, đây cũng không phải là thành. Tôi sẽ dẫn các anh đến người mà các anh đang tìm kiếm." Rồi ông dẫn họ đến Samari. Vừa khi họ vào trong thành Samari, Elise nói: "Lạy Chúa, bây giờ xin Ngài mở mắt những người này để họ thấy." Chúa bèn mở mắt họ, và họ thấy mình đang ở trong thành Samari. Khi vua của Israel thấy họ thì nói với Elise: "Thưa cha, tôi phải giết chúng không?" Ông đáp: "Đừng, những người mà vua dùng gươm và cung mà bắt sống, vua có thể giết họ không? Hãy lấy bánh và nước ra, đãi họ ăn uống, rồi thả họ về với chủ họ." Vậy vua dọn tiệc lớn đãi họ. Sau khi họ ăn và uống rồi, vua cho họ trở về cùng chủ của họ. Vì thế những toán quân Asam không đi đột kích trong lãnh thổ của Israel nữa. Ben-Hadad vây thành Samari. Sau đó ít lâu, vua Ben-Hadad của Asam huy động toàn bộ quân đội mình. Vua kéo đến Samari và bao vây thành. Vì thành bị bao vây khá lâu, nên trong thành có cơn đói kém lớn, đến nỗi một cái đầu lừa giá bán đến 24 lượng bạc. Còn 1/4 lít phân bồ câu cũng bán được 1 lượng rưỡi bạc. Khi ấy vua Israel đi thanh tra trên tường thành, thì có một bà nọ kêu cầu với vua: "Xin hãy giúp đỡ tôi, tâu vua, chúa của tôi." Vua đáp: "Nếu chúa không giúp đỡ ngươi, thì ta cũng không biết lấy gì để giúp đỡ ngươi bây giờ. Đâu còn gì ở sân đạp lúa hay là trong bàn ép rượu nho đâu." Rồi vua hỏi bà ấy: "Ngươi kêu vang việc gì?" Bà ấy đáp: "Mụ này có nói với tôi, hãy đem con trai chị ra đây. Hôm nay chúng ta ăn thịt nó, rồi ngày mai chúng ta sẽ ăn thịt con trai tôi. Vậy chúng tôi có nấu con trai tôi và ăn thịt nó. Ngày hôm sau, tôi bảo mụ ấy, hãy đưa con chị ra đây để chúng ta ăn thịt nó. Nhưng mụ ấy đã đem con trai mình mà giấu đi mất." Khi vua nghe những lời bà ấy nói xong, thì vua xé áo mình. Vả khi ấy vua đang đi thanh tra trên tường thành, nên người ta có thể trông thấy vua đang mặc một lớp vải gai bên trong. Vua nói: "Nguyện Đức Chúa Trời phạt ta cách nặng nề, nếu hôm nay cái đầu của Elise, con trai Sa-phát, vẫn còn nằm trên vai nó." Vua bèn truyền cho một tên quân cận vệ đi giết Elise. Khi ấy Elise đang ngồi trong nhà ông, có các trưởng lão ngồi ở đó với ông. Trước khi tên cận vệ đến nơi, Elise nói với các trưởng lão: "Quý vị có biết kẻ sát nhân đang sai người đến chém đầu tôi chăng? Khi kẻ ấy đến, xin quý vị cứ đóng chặt cửa lại và không cho hắn vào. Há chẳng phải là tiếng chân của chủ hắn đang theo sau hắn đó sao?" Đang khi Elise còn đang nói với các trưởng lão, thì vua đến với ông và nói: "Tai họa này là do nơi Chúa mà ra. Tại sao tôi còn phải trông cậy nơi Chúa nữa?"